nay mình lại đi câu ở bờ kè đá này. Hôm nay ngày 25 tháng 9 năm 2022 là ngày chủ nhật. Hôm nay trời mưa to quá mọi người ạ. Đi hôm nay là chuyến đi vất vả đây rồi. Cuối tháng 9 rồi mà vẫn không mưa nào rồi. Bây giờ mình gần đến bờ kè đá rồi. Bờ kè quay để xem có hai cô hay cô gió này cũng được không? Mưa này nhưng mà các cầu thủ chắc đến từ trước rồi. Ấy à, ui trơn thế nhờ. Được con nào chưa anh ơi? Bác ngồi từ sớm à? Mưa gió này đi ướt hết rồi. Mưa xong rồi tạnh là đẹp đấy anh nhờ. Hôm nay có hai cầu thủ ngồi đây rồi. Bác ngồi từ sớm thì không ướt. Đúng rồi, mới bên kinh thầy bên kia. Ông bạn gì hay câu nuôi nuôi xuống tí à? Chưa chiều mới nhậu cứ 5 giờ cơ. Bây giờ đang ngồi ra cần, ngồi đánh năng xê. À, kia anh vụ lên con cá gì rồi? Ở trên bờ kè đá này hay lên cá hết đấy. Đánh nục, mấy anh đánh nục, tôi đang quay video đây này. Thế đợt này đăng mấy cái shot ngắn xong rồi lâu lâu lại đăng video dài sao vì nó được rồi rồi thì lần sau tôi đăng đây bên kia anh đóng cá đấy rồi. Được rồi, ngồi đây để ra quay anh được cá đấy nhá. Đây em ra. Có ai vớt hộ không? Em vớt nhá. Có vợt chưa? Thế vợt em đây rồi. Đây vợt máy đây rồi. Đây thấy vợt đây, vợt kia rồi. Em mới phát rồi à? Trườn dã man luôn đấy. Bỏ dép ra. Mẹ này khá vết nhỉ. Cứ bỏ dép ra ăn chắc ngã cái. Đúng rồi. Rồi, xin cảm ơn. Đây bác cầm luôn đây này. Ôi giời, trời quá. To, con này được. Con này 3 cân rồi. 3 cân. Trông thế thôi to lắm anh ạ. Ôi giời. Cứ để vật luôn đây nhanh vụ nhá. Con đầu tiên đấy anh. Con đầu tiên. Đánh lưỡi nhỏ nhờ. Đấy à,
10. Đúng rồi, đánh nữa chân đồng nó nhẹ này, chứ mình mua nữa chân chì này không đúng bài rồi. Đúng không anh Vũ? Chắc là vậy. Đúng rồi, đúng rồi. Phải, các chuyên gia đây cũng mới câu mà. Đúng rồi. Rồi, báo hàng. Có hàng. Mè ta ngon đấy. Mè trắng mà. Mè này mè ta đúng không anh? Ừ, mè trắng, mè ta. Rồi, đã có bà dọa. Thế hôm qua anh có câu không? Qua không. Thế ở hôm qua lên cá to đúng không? Qua lên nó gốp lên con chép mà à con chấm đen này. Nên mấy con anh? Mấy mà không mỗi con. Nên con mấy cân? Anh Vũ. Ông này bảo 7-8 cân à. Anh không có đây à? Không, qua con đi ra ra đâu. Vâng. À to to thế à anh? Ô là mấy phát đấy làm gì được bước ô tức thật. À mấy phát giật rồi hay là không giật? Giật rồi. Đá gớm này. Nuôi cả trần. Như anh. À nó mắc vào trong anh ạ. Mất cá này. Vỡ rồi. Tự nhiên cái máy này cứng rồi, à vẫn còn cứng nát máy này. Quay được chưa? Ê, vào không? Không anh ạ. Đây rồi, lấy vợt anh ạ. Anh Vũ ơi, vợt em ấy. Vợt đi ăn chắc cậu ạ. Đây rồi. Thôi để anh Vũ anh lấy vợt. Máy lại hỏng chứ. Rồi, ok, hay đấy. Vâng. May quá. May máy hỏng mà vẫn bắt được nhờ. Không ngại anh Vũ ạ. Thôi, cảm ơn anh nhá. Ngon. Đẹp. Trời to phết nhỉ. Vâng. Nó chạy vào trong mà mình vẫn bắt được nhỉ. Ngon quá. Sao lại máy chắc bị nước vào máy rẻ tiền mà. Chân mắc anh ơi. Không quay được. Nó cứng ngắc. Thôi vẫn bắt được cá là tốt rồi. Cứng ngắc luôn nhỉ. Vâng, thế thì em mới quấn, em mới không quấn được chứ. Được em trôi này cũng sướng anh ạ. Trôi khớ. Vâng. Chặt lắm cũng không ra được. Đứt kim. Đây rồi. Ủa to nhỉ. Ngon. Ngon đấy. Rộng rõ đâu ơi. Đây rồi. Sướng. Đánh năng xê quả được cá ngay. Tề phết. Bạn này chở đấy gì hết. Dạ. Cần bên này chở đấy gì hết. Cạn đúng anh ạ. Nó phải lâu lâu mới được. Hơn cân. Chắc tầm cân mốt. Không thoát được. Úi giời, đóng sướng phết nhỉ. To, này khá. Đóng cần tay nghe sướng nhỉ. Vâng. Đó, bên kia được cá không? Con này khỏe đấy. Nhìn được nghe.
Con mè kia cũng phải hơn 2 cân đấy nhỉ? Cũng ngang ngang một lứa. Đúng rồi. Vậy cá mèo một lứa. Có phải không? Có phải không? Cá to không? Để mang cái máy quay ra. Nếu không kéo thì sao chuông được. Kéo chuông mà. Cái máy nó cần. Đâu nó kéo rồi nhưng mà nó kéo nhìn, vào. Sao chả nhìn gì cả. Đâu, máy nó đâu. Máy nó vẫn quay đấy. Nó kéo vào các bạn. Ừ. Kéo vào không thấy chuông. Lên luôn. Chép sông đang xê nhá các cụ nhá. Đang xê dính này là hiệu quả đấy. Con này dính lâu rồi. Chị nó chạy vào. Chạy vào mình không. Để nhá, em để cái máy đây nhá. Ừ. Ra thay mồi được cá. Hai cần năng xe thay mồi đều được cá. Vừa được con rô phin gì á, giờ lại con chết. Hai bố con Hải về à? Năng xê hiệu quả phết nhỉ? Đánh nó ở đây khả năng là nó chạy vào nhiều. Như con trôi vừa nó chạy vào xong nó chạy ra đấy nhỉ? Nhưng mà hai con này là con cần với lại cũng được ấy chứ. Nhưng được con rô nhỏ. Nó chạy vào nên không có tiếng chuông nữa luôn. Rồi cần này có hiện tượng là bịch bịch à. Bịch bịch được trùng dây rồi. Con này khá. Có cá nhưng mắc. Này mắc kìa. Cha này mà vẫn mắc. Thôi lôi thôi. Lôi đúng cái dây mảnh như này. Lên 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 lên. Ôi còn cá. Đấy chưa? Kiểu. Kiểu to anh. Đều nó chạy lôi lôi gớm nhỉ. Nó lôi vào khe đá em ạ. Đấy. Nên thiểu rồi. Cũng được ấy chứ. Mình thấy nó bịch bịch nó hơi nhẹ nhẹ thôi, chứ chưa đủ kêu chuông. Chưa đủ kêu chuông thấy thế này. Thiểu sướng nhỉ. Quá đã ấy. Ngon. Giờ đã gần 5 giờ chiều rồi, mình dọn đồ này. Cảm ơn mọi người đã xem video. Mọi người nhớ cho mình một like. Và nếu ai chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Để mình có nhiều động lực để làm video hay hơn nữa và chất lượng hơn nữa. Để cho mọi người xem nhé. Bye bye mọi người.